Tốc độ của 5G nhanh gấp 100 lần 4G. Đó giờ chúng ta vẫn hay nói với nhau rất nhiều về công nghệ 5G, nhưng mà vẫn có một số người vẫn chưa hiểu công nghệ này là như thế nào. Vậy để hôm nay mình sẽ giải thích một cách ngắn gọn và đơn giản cho các bạn về công nghệ này như thế nào nhé. Công nghệ sóng 5G có 3 dải băng tần, gồm băng tần thấp, trung bình và cao. Với dải băng tần thấp thì tốc độ sẽ nhanh hơn 4G một chút, nhưng mà được một cái ưu điểm là nó sẽ đi xa hơn do nó có bức sóng dài hơn. Tức là khi mà các bạn ở xa nơi phát sóng thì các bạn vẫn bắt được sóng. Băng tần này sẽ xuất hiện ở nhiều nơi như là xa thành phố hoặc là thư thớt dân cư. Băng tần trung bình sẽ có bức sóng và tốc độ nhanh hơn 4G tương đối. Còn dải băng tần cao của 5G thì lại có tốc độ cực kỳ nhanh, hơn 4G từ 10 lần cho đến khoảng 100 lần. Nhưng yếu điểm của băng tần này là không thể phát đi xa do nó có bức sóng ngắn, nên là nó sẽ được đặt ở trong những nơi đông dân cư như là trung tâm thành phố. Bên cạnh ưu điểm là tốc độ cao thì 5G cũng giúp ích rất nhiều cho những công nghệ trong tương lai gần như xe tự động, thực tế ảo. Ví dụ như khi các bạn đi mua nhà cần xem trước căn nhà đó như thế nào thì dùng kính thực tế ảo, hoặc là chơi game AR nè. Tốc độ 5G sẽ hỗ trợ rất tốt trong các trường hợp như thế này. Theo một báo cáo mới đây vào tháng 7 thì đã có 40 tỉnh thành ở Việt Nam đã phủ sóng 5G, và trong tương lai còn phủ sóng hơn rất nhiều nữa nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể đi vào các quận trung tâm như là quận Nhất thì các bạn sẽ thấy điện thoại của các bạn sẽ chuyển từ 4G sang 5G nếu như điện thoại của bạn hỗ trợ 5G nhé. Mình có dùng thử thì thấy tốc độ cũng nhanh hơn 4G đáng kể đó nha. Các bạn cứ thử đi. Nếu các bạn muốn sử dụng điện thoại 5G cho hiện tại hoặc là tương lai sắp tới thì các bạn có thể tham khảo một số mẫu máy hỗ trợ 5G sau đây mà mình giới thiệu nha. Reno 7Z 5G chỉ với mức giá khoảng chưa tới 9 triệu, các bạn đã có thể sở hữu một chiếc điện thoại có màn hình đẹp, thiết kế trẻ trung, chụp hình ấn tượng với camera 64MP, con chip Snapdragon mới dùng cũng khá là ok đó nha. Hoặc là con Reno 8 5G, màn hình AMOLED xem phim sắc nét, camera trước 30MP tích hợp AI xử lý hình ảnh selfie bao đẹp luôn. Bộ nhớ trong 256GB lưu giữ thoải mái luôn nha. Hoặc một chiếc điện thoại 5G tiếp theo mình giới thiệu nữa, đó là Reno 8 Pro. Chip Dimensity 8100 Max cực mạnh, chơi game hay làm những tác vụ nặng đều mượt mà hết. Camera chống rung quay đêm siêu nét luôn. Sạc nhanh thì 88W rất là nhanh. Ngoài ra còn một số mẫu máy khác hỗ trợ 5G như là Reno 8Z 5G, Reno 7 5G, Reno 6 Pro 5G, hoặc là cao cấp hơn là Face 5 Pro, hoặc là nhiều mẫu máy khác nữa nha. Nếu mà các bạn cần review chi tiết chiếc máy nào thì hãy tìm lại ở trên kênh channel của Ofan nha. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn sơ qua về công nghệ 5G và một số mẫu máy có công nghệ này. Bây giờ thì mình và Ofans, cộng đồng Oppo chính thức tại Việt Nam, xin chào các bạn.